sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. 5 câu nói đáng suy ngẫm của Sắc Nguyễn Thanh Việt. Không còn là khách mời như trong Shark Tank mùa 2, Sắc Nguyễn Thanh Việt trở lại mùa 3 với tư cách một trong 5 nhà đầu tư chính thức. Vẫn giữ phong cách đầu tư vào phút cuối và góc nhìn rất khác về các dự án khởi nghiệp, Sắc Việt đang gây được ấn tượng tích cực với khán giả xem truyền hình. Sắc Nguyễn Thanh Việt là chủ tịch hội đồng quản trị Intracom Group. Tính tới thời điểm này của Shark Tank mùa 3, ông đang là cá mập đầu tư khủng nhất với số tiền đầu tư đã lên tới 40 tỷ đồng cho các dự án Luxday, eDoctor, Tuabin Chó, Trip. Shark Việt ghi dấu ấn bằng phong cách dung dị, hài hước và những câu nói ấn tượng. 1. Tôi góp với startup nào 51% là tôi muốn đi với các bạn đến cùng. Sau khi các bạn thành công rồi, chúng ta sẽ chia tay nhau trong vui vẻ. Phong cách đầu tư của Shark Việt rất chắc chắn, điều này thể hiện rõ trong Shark Tank mùa 2. Hầu hết các dự án Shark Việt đầu tư đều không yêu cầu nhiều điều kiện, nhưng tỷ lệ cổ phần phải là 50/50 hoặc 51/49 nghiêng về phía Shark. Lý giải cho nguyên tắc này, Shark cho biết đây là kinh nghiệm xương máu của ông. Ông không cần 51% cổ phần của startup, nhưng ông cần sự chắc chắn. Việc đầu tư góp vốn đôi khi có thể dẫn tới kiện cáo do tiền đầu tư không được sử dụng đúng mục đích. Còn với bản thân Shark Việt, sau khi dự án thành công, Shark và đơn vị được đầu tư sẽ chia tay nhau trong vui vẻ. 51% là điều kiện cần để hai bên giữ chữ tín với nhau. 2. Tiền thì không có nghĩa lý gì, nhưng mà nhiều tiền thì rất là có nghĩa lý. Và người nào nói tiền không có nghĩa lý gì là đang nói tiền của người khác, không phải của mình. Một quan niệm về tiền đáng suy ngẫm của người thành công. Đã làm kinh doanh ai cũng sẽ cần vốn. Vốn là tiền đầu tư để xây dựng, để sản xuất, để phân phối sản phẩm. Chính vì thế các startup đến với Shark Tank để gọi vốn đầu tư. Startup có ý tưởng, các Shark có rất nhiều thứ, trong đó có tiền. Có tiền không phải có mọi thứ, nhưng là sự khởi đầu của mọi thứ. Và nếu khởi nghiệp mà tiền không có nghĩa lý gì, thì chắc chắn dự án đó không phải khởi nghiệp hoặc không phải của mình. 3. Chúng ta thường thích làm tướng khi còn chưa làm quân. Phải lăn lộn đã, khi nào trên người đủ thương tích rồi hãy làm chủ. Ai cũng thích làm chủ nhưng không phải ai cũng có thể làm chủ. Shark Việt khuyên các startup nên lăn lộn với đam mê trước khi quyết định làm chủ. Cần phải có thất bại, chấp nhận thất bại thì mới có khả năng đương đầu với thị trường sóng to gió lớn. Dám đương đầu thì mới có thể thành công. Không thể nhìn người khác thành công mà nghĩ chắc chắn mình làm được. Người đời chỉ nhìn thấy người thành công đi xe sang, nhà lầu, công ty quy mô lớn với hàng trăm nhân viên mà không biết quá trình xây dựng từ xuất phát điểm của họ. Rất ít triệu phú, tỷ phú là người thừa kế nên để thành công như vậy có thể họ đã trải qua bao nhiêu lần thất bại. Vì thế, nhất định phải lăn lộn trước khi làm chủ. 4. Thực ra văn hóa doanh nghiệp chính là văn hóa người lãnh đạo. Cách tốt nhất để thay đổi văn hóa doanh nghiệp là thay lãnh đạo. Thời gian gần đây chúng ta hay nói về văn hóa doanh nghiệp. Shark Việt muốn đề cập tới tầm nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp. Không nhìn đâu xa, công ty của Shark Hưng chắc chắn khác Shark Bình, Shark Thủy, khác Shark Việt hay Shark Liên, khác tất cả các Shark còn lại. Đó là hướng đi, là cách mà công ty và doanh nghiệp vận hành. Vì thế, văn hóa lãnh đạo là văn hóa doanh nghiệp. Tầm nhìn lãnh đạo dẫn tới con đường doanh nghiệp sẽ đi, sản phẩm doanh nghiệp phát triển và khách hàng doanh nghiệp hướng tới. Nếu thay lãnh đạo, tức là thay đổi một con đường. Vì thế, Shark Việt muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên định với mục tiêu ban đầu. 5. Sản phẩm Việt Nam đến đâu thì biên giới Việt Nam đến đấy. Tư duy khác biệt của Shark Nguyễn Thanh Việt về thị trường và khách hàng. Đối với các startup thì mở rộng thị trường ra nước ngoài là vấn đề nan giải. Không ít thương vụ trên Shark Tank thành công khi các Shark cam kết hỗ trợ phát triển sản phẩm cho thị trường ngoài nước. Tâm lý bó hẹp phạm vi phân phối sản phẩm trong nước, sau đó mới đánh vào thị trường nước ngoài nếu có thể, phần nào sẽ kìm kẹp sự phát triển của doanh nghiệp. Vì thế, theo Shark Việt, thay vì nghĩ biên giới Việt Nam tới đâu thì hãy xem sản phẩm của Việt Nam đang ở những nơi nào để phân định ra biên giới trong kinh doanh. 30 năm sống còn với kinh doanh và khởi nghiệp của Shark Nguyễn Thanh Việt không phải là con đường dễ đi. Mỗi chia sẻ của ông đều có nhiều tầng nghĩa theo góc nhìn của từng cá nhân. Con đường các startup đang đi sẽ gần thành công hơn nếu có suy nghĩ khác biệt và đi con đường mà chưa ai đi như Shark Việt đã từng.
Thông tin được biên tập bởi biên tập viên Hương Hoàng từ ban biên tập Độc Đáo TV. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhstudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.